chuyên gia đánh giá về kết quả hội nghị hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ. Vì sao Ấn Độ không ký tuyên bố chung của hội nghị hòa bình Ukraine? Hàng nghìn tù nhân Ukraine đăng ký tham gia chiến đấu. Các đồng minh châu Âu ép Mỹ nới lỏng hạn chế sử dụng vũ khí cho Ukraine. Ukraine bất chấp tìm mọi cách giải quyết tình trạng thiếu vũ khí. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Theo Hussein Ostermier, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT, có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Ukraine diễn ra từ ngày 15 đến 16 tháng 6 nhằm mục đích tập hợp các nguyên thủ quốc gia và phát triển sự hiểu biết chung về con đường hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các quốc gia chủ chốt và những mục tiêu cơ bản của hội nghị khiến nhiều người nghi ngờ đạt được một kết quả có ý nghĩa. Thay vì thúc đẩy một nền tảng cho các cuộc đàm phán thực sự, hội nghị thượng đỉnh dường như chỉ củng cố sự hỗ trợ cho Ukraine trong trường hợp không có các quốc gia quan trọng có thể tạo điều kiện cho một nền hòa bình. Chuyên gia Ostemir cho rằng, một số người còn lập luận rằng Ukraine dường như đang cảm thấy bị gạt sang một bên khi sự chú ý của toàn cầu chuyển sang thảm kịch ở Gaza đã thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh này để củng cố vị thế của mình trong chương trình nghị sự quốc tế, thay vì đạt được hòa bình toàn diện. Danh sách tham dự hội nghị về Ukraine ở Thụy Sĩ cho thấy có sự tham gia đáng kể của quốc tế với khoảng 100 phái đoàn. Các quốc gia châu Âu chủ chốt như Anh cũng như Pháp và các thành viên EU khác đã cử các đại diện hàng đầu đến để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không tham dự và Washington chỉ cử một phái đoàn cấp thấp hơn. Ngược lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người có quan hệ chặt chẽ với Nga, cũng cử cấp ngoại trưởng tham dự trong bối cảnh sự chia rẽ nội bộ của EU về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo cấp cao từ Brazil và Ấn Độ, hai nước đóng vai trò quan trọng ở Nam Bán Cầu, nhấn mạnh phản ứng toàn cầu bị chia rẽ đối với cuộc xung đột. Hội nghị cũng diễn ra mà không có sự tham gia của Trung Quốc, một bên quan trọng và quan trọng hơn là không có Nga, một trong những bên chính trong cuộc xung đột. Sự vắng mặt của Trung Quốc càng nhấn mạnh những hạn chế của hội nghị, sẽ đến ảnh hưởng đáng kể về kinh tế, quân sự và chính trị của nước này đối với cuộc chiến cũng như các đề xuất hòa bình gần đây của nước này đối với Ukraine. Vai trò của EU trong hội nghị cũng đặt ra câu hỏi về mục tiêu thực sự của khối này, vì hội nghị không có Nga. Bruxelles dường như ưu tiên thể hiện tình đoàn kết với Ukraine hơn là tìm kiếm giải pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tận dụng hội nghị thượng đỉnh này để nêu bật sự phản đối toàn cầu đối với chiến dịch quân sự của Nga. Mặc dù được thiết kế để thúc đẩy tình đoàn kết và củng cố liên minh ủng hộ Ukraine, động thái này dường như không chuyển thành một lối thoát hiệu quả khỏi cuộc xung đột. Đầu tháng này, một số nước thành viên EU tuyên bố rằng vũ khí họ cung cấp cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga một động thái dường như nhằm mục đích chuyển cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, tình hình trên thực tế dường như ngày càng không ủng hộ cho Ukraine. Việc Nga không tham dự hội nghị là một bất lợi nghiêm trọng. Bất kỳ tiến trình hòa bình nào không có sự tham gia của tất cả các bên tham chiến đều khó có thể thành công. Sự tham gia của Nga là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột, chẳng hạn như tranh chấp lãnh thổ và các mối lo ngại về an ninh. Hội nghị cũng có nguy cơ làm căng thẳng gia tăng hơn là giảm bớt căng thẳng bằng cách không mời Nga và huy động lực lượng ủng hộ Ukraine, hội nghị đã bị Moscow và một số khu vực coi là sự khiêu khích đơn thuần. Theo Reuters, Tổng thống Vladimir Putin vừa qua cho biết Nga sẽ ngừng bắn và tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng, tham gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút lực lượng khỏi bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng bảo đảm việc rút quân an toàn của các đơn vị Ukraine. Nga kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine trong năm thứ ba của cuộc xung đột và ép nói rằng hòa bình chỉ có thể dựa trên việc lực lượng Nga rút hoàn toàn và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 6 trích dẫn nội dung phỏng vấn ông Viktor Medvedchuk, chính trị gia đối lập Ukraine cho rằng đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin là cơ hội cuối để cứu nhà nước Ukraine. Ông phát biểu những đề xuất hòa bình không chỉ khôi phục hòa bình ở Ukraine mà còn các quyền của công dân nước này. Theo ông, đây là cơ hội cuối để bảo vệ nhà nước Ukraine, trong khi Ukraine hiện tại không thể tồn tại mà không vay mượn lớn từ bên ngoài. Tháng 5 năm 2021, ông Viktor Medvedchuk bị buộc tội phản quốc tại Kiev với cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga và trục lợi tài nguyên thiên nhiên ở Crimea. Ông này bị quản thúc tại gia, vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, 4 ngày sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự vào Ukraine, ông Medvedchuk đã bỏ trốn. Ông Medvedchuk sinh ra tại Nga, thường được chụp ảnh với ông Putin. Ông này cũng từng cho biết Tổng thống Nga là một người bạn và rằng ông Putin là cha đỡ đầu của con gái út của mình, Darina. Là một luật sư có trình độ, một doanh nhân giàu có, ông Medvedchuk từng đảm nhận nhiều vị trí chính trị từ những năm 1990. Điển hình là tránh văn phòng của tổng thống Ukraina Leonid Kuchma giai đoạn 2002-2005. Ông là đối thủ của Viktor Yushchenko, người kế nhiệm thân phương Tây của ông Kuchma và là cộng sự thân cận của Viktor Yanukovych, tổng thống thân Nga gần đây nhất của Ukraina, người đã chuyển sang Nga sau khi bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy năm 2014. Năm 2008 tạp chí Focus của Ukraine ước tính tài sản của ông Medvedchuk là 460 triệu đô la Mỹ, chủ yếu đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng, tài nguyên và truyền thông. Đáng nói, trong cuộc xung đột với Nga ở miền đông Ukraine năm 2014, ông này cũng có vai trò trong các cuộc đàm phán hòa bình, từng là một thành viên của đội ngũ đàm phán của Ukraine về việc trao đổi tù nhân. Năm 2014, Mỹ đã liệt tên ông Medvedchuk vào danh sách trừng phạt vì bị cho là có đóng góp trong vụ Nga sáp nhập Crimea. Vào năm 2021, Ukraine đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ông Medvedchuk vì sự tham gia của ông này vào cái mà các nhà chức trách cho là tài trợ khủng bố. Ông này bác bỏ những cáo buộc. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Zelensky ký xác lệnh chấm dứt hoạt động của 11 đảng vì mối liên kết với Nga, trong đó có đảng của ông Medvedchuk. Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hòa bình của Ukraine còn nhiều trông gai. Hãng tin RIA của Nga đưa tin, 12 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ cuối tuần qua đã từ chối ký vào thông cáo chung sau hội nghị. Trong số các nước này có Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Phía Ấn Độ sau đó đã đưa ra giải thích cho quyết định này. Thông cáo cho biết, Ấn Độ tin rằng chỉ có sự tham gia chân thành và thực tế mới có thể dẫn đến một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. New Delhi cũng nêu rõ, mặc dù Ấn Độ tham gia vào Hội nghị Hòa bình Ukraine, nhưng chỉ dự phiên khai mạc và bế mạc, mà không ký vào bất kỳ thông cáo hoặc tài liệu nào của sự kiện. Phát biểu tại hội nghị, đại diện của Ấn Độ, ông Pavan Kapoor nhấn mạnh rằng chỉ những giải pháp được cả hai bên chấp nhận mới có thể đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó cho biết, việc tham gia hội nghị thượng đỉnh cũng như các cuộc họp trước đó dựa trên công thức hòa bình của Ukraine, phù hợp với cách tiếp cận nhất quán của nước này để tạo điều kiện giải quyết lâu dài và hòa bình cho cuộc xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với cả Nga và Ukraine cũng như các bên liên quan khác để đóng góp vào mọi nỗ lực nghiêm túc nhằm mang lại hòa bình sớm và lâu dài. Tuyên bố cuối cùng tại hội nghị đã tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc kiềm chế các hành vi nguy hiểm hoặc sử dụng vũ khí chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã ca ngợi hội nghị là một thành công khi chứng kiến sự ủng hộ của tất cả các nước đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự hiện diện của Nga tại bàn đàm phán là cần thiết để chấm dứt xung đột. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherst thừa nhận kết quả hội nghị đã cho thấy nhiều quan điểm khác nhau. Trong khi đó, Tổng thống Ghana Nana Akufo Addo nhấn mạnh hậu quả của cuộc xung đột vượt xa giới hạn của châu Âu. Về nhiều mặt, châu Phi là nạn nhân lớn nhất. Sự gián đoạn thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng và tuyến vận chuyển qua biển đen đã có những tác động tàn khốc đến nền kinh tế và mức sống của chúng ta. Giá thực phẩm tăng vọt. Theo Washington Post và Kiev Independent, Quốc hội Ukraine tháng trước đã thông qua một dự luật cho phép những người bị kết án vì một số tội danh nhất định được phục vụ trong lực lượng vũ trang, mở đường cho việc huy động tù nhân tự nguyện tham gia chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn thành luật vào ngày 17 tháng 5. Chính phủ Ukraine đã đặt mục tiêu tăng cường các nỗ lực huy động quân vào năm 2024 và cam kết thay đổi cách tuyển dụng mang lại nhiều lựa chọn hơn cho những người lính nghĩa vụ tiềm năng. Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Maliuska nói với New York Times, tính đến ngày 25 tháng 5, cơ quan tư pháp nước này đã nhận được 4.300 đơn đăng ký và đang xem xét hầu hết trong số đó. Bất kỳ tù nhân nào đăng ký chiến đấu đều phải có đủ sức khỏe, vượt qua được bài kiểm tra tâm lý và dưới 57 tuổi. Những tù nhân từng sát hại nhiều người, phạm luật an ninh quốc gia hay bạo lực tình dục đều không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Quan chức này cho biết thêm, động lực của các tù nhân mạnh mẽ hơn so với các binh sĩ thông thường, việc được trả tự do chỉ là một phần, họ muốn bảo vệ đất nước và có một khởi đầu mới. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, những người đã bị kết án chỉ có thể phục vụ trong các đơn vị chiến đấu, gồm toàn các cựu tù nhân. Theo luật mới, những tù nhân được trả tự do sẽ phục vụ trong các đơn vị riêng biệt của quân đội Ukraine. Ngoài ra, họ sẽ bị các đơn vị quân đội, nơi mà họ gia nhập giám sát và không thể rời khỏi đơn vị mà không được chỉ huy cho phép. Theo Reuters, Ukraine đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong việc tuyển mộ đủ binh sĩ, phục vụ chiến đấu tuyến đầu. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng và kiệt sức. Do vậy, Thỏa thuận kêu gọi tù nhân tham gia quân đội có thể giúp Ukraine huy động thêm nhiều quân số. Trả lời phỏng vấn với báo giới, nhiều tù nhân bày tỏ sẵn sàng tham chiến và mong muốn hoàn lương. Anh Mykolary Rybanka, tù nhân phạm tội trộm cắp chia sẻ, Tôi đã ở đây 5 năm, còn một năm nữa là ra tù, nhưng tôi sẽ tham gia chiến đấu. Suốt quãng thời gian trong tù, tôi đã chứng kiến và hiểu được nhiều điều. Tôi không còn sợ bất cứ điều gì. Một tội phạm 23 tuổi khác đang chấp hành bản án 7 năm tù vì tội buôn bán ma túy chia sẻ. Anh đã khát khao được đăng ký nhập ngũ ngay từ khi xung đột Ukraine bùng nổ. Người này nói: "Trước hết, tôi muốn giúp đỡ đất nước của mình. Tôi cũng muốn xã hội hiểu rằng ai cũng có thể hoàn lương." Lãnh đạo Bộ Tư pháp dự kiến có tới 20.000 tù nhân đăng ký tham gia, đồng thời hy vọng những người này sẽ được trực tiếp tham chiến trong 2 tháng tới. Các đồng minh châu Âu của Mỹ đang tăng cường áp lực lên chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, cho rằng các giới hạn vẫn còn ảnh hưởng đến khả năng tự vệ của Kiev. Về mặt công khai, chính quyền Mỹ cho biết họ không thay đổi chính sách hiện hạn chế sử dụng vũ khí do Washington cung cấp trên lãnh thổ Ukraine và chỉ ở khu vực giáp danh với thành phố Kharkov đang bị bao vây. Nhưng các quan chức Mỹ thừa nhận rằng tại nhiều thời điểm trong cuộc xung đột washington đã từ chối cho phép ukraine tự do sử dụng vũ khí mỹ chỉ nhượng bộ vào phút cuối các cuộc thảo luận về vấn đề trên đã diễn ra tại bruxelles nơi các bộ trưởng bộ quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng ukraine và cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng nato chúng diễn ra vài tuần sau khi chính quyền tổng thống biden lặng lẽ cho phép ukraine tấn công vào lãnh thổ nga nhưng chỉ qua biên giới gần khu vực kharkov nơi đang bị Moscow tấn công dữ dội. Khi được hỏi về vấn đề này tại Italia, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden cho biết ông không có ý định thay đổi chính sách của mình. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nghiêng về vấn đề nới lỏng hạn chế vũ khí được viện trợ cho Ukraine. Trong cuộc họp báo, ông nói quyền tự vệ của Ukraine bao gồm quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Tương tự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kasia Olongren cho biết bên lề cuộc họp của G7 rằng Ukraine phải được sử dụng vũ khí bằng cả hai tay chứ không thể bằng một tay bị trói sau lưng. Mặc dù từ chối bình luận về chính sách của các nước khác, nhưng bà Kassa Olongren nói, tôi cho rằng chúng ta không nên hạn chế Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Hanno Pepker đã lặp lại những nhận xét đó rằng, quan điểm của tôi rất đơn giản, mọi thứ chúng tôi cung cấp phải được phép để Ukraine sử dụng khi họ cần liên quan đến việc lập kế hoạch tác chiến. Ukraine đã tận dụng sự thay đổi chính sách mới nhất để tiến hành ít nhất một cuộc tấn công xuyên biên giới, sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất để tiêu diệt tên lửa đất đối không của Nga ở Belgorod. Sự thay đổi này đã cho phép Kiev ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov, điều mà các quan chức cấp cao của Mỹ ban đầu lo ngại có thể dẫn đến một bước đột phá đáng kể. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong cuộc họp báo rằng những gì tôi thấy là bước tiến của quân đội Nga đang chậm lại trên mặt trận, Ukraine đã làm rất nhiều việc để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và đang tận dụng tốt các loại vũ khí, đạn dược mà họ được cung cấp. Các quan chức cấp cao của Mỹ công khai nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ về những hạn chế không thay đổi thêm nữa. Ông Austin khẳng định rằng việc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga là một sự thay đổi trong phạm vi hẹp chỉ dành cho khu vực Kharkov. Bộ trưởng Austin tuyên bố trong cuộc họp báo rằng Chính sách của chúng tôi trong việc sử dụng khả năng tấn công tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là không thay đổi. Mục đích là cho phép họ tiến hành phản công để giúp họ giải quyết vấn đề quân Nga tiến hành triển khai hoặc xây dựng các khu vực triển khai lực lượng ngay bên kia biên giới và tấn công từ các khu vực triển khai đó. Các binh sĩ Ukraine ở đầu cầu tại bờ đông sông Dnepr cho biết họ trúng bom lượt ít hơn 20 lần nhờ Mỹ chuyển cho Kiev tên lửa Atak MS đạn tai Thiếu tá Sergei Pidenko, phó chỉ huy tiểu đoàn 503 thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 Ukraine cho biết, số lượng bom lượn Nga đánh trúng các vị trí của họ quanh làng Karinki ở bờ đông sông Dnep, tỉnh Kherson đã giảm từ 80 xuống còn 4 lần mỗi ngày trong thời gian gần đây. Nguyên nhân là nhờ số vũ khí, đạn dược từ các gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine đã đến được tay binh sĩ nước này. Lực lượng của Kiev gần đây đã liên tục khai hỏa lô tên lửa Atak MS mới tiếp nhận vào các căn cứ không quân của đối phương tại bán đảo Crimea, nơi nhiều phi cơ Nga cất cánh để thả bom lượn tập kích Ukraine. Đạn bổ sung dành cho tổ hợp Patriot cũng giúp lực lượng phòng không Ukraine có nguồn lực để đối phó máy bay đối phương trên vùng trời ở mặt trận phía Nam. Những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành cơn ác mộng với các binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí địa ngục. Theo một binh sĩ Ukraine, thiệt hại mà bom lượn gây ra rất nghiêm trọng. Nó gây ra nhiều áp lực lên tinh thần của các binh sĩ. Có ba lý do cho việc tại sao loại bom này lại nguy hiểm như vậy. Đầu tiên, tác động nổ của chúng rất đáng kể so với pháo và các loại đạn khác được sử dụng trên tiền tuyến do kích thước và trọng lượng của chúng. Thứ hai, chúng có thể được bắn từ khoảng cách 40 km, nghĩa là Ukraine buộc phải sử dụng các tên lửa đánh chặn tầm xa hơn, vốn đang gặp hạn chế về nguồn cung việc điều chỉnh những quả bom cũ trên của Nga cũng có chi phí thực hiện rẻ. Cuối cùng, theo Justin Brown, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, Nga chắc chắn có khả năng sản xuất các bộ kit cho các loại bom FAB cũ nhiều hơn số lượng tên lửa Ukraine phải tiếp tế cho hệ thống phòng không của mình. Vì vậy, bắn hạ chúng trực tiếp không phải là một chiến lược bền vững. Bom lượn mới của Nga là phiên bản điều chỉnh của bom FAB thời Liên Xô mà đầu tiên là FAB-250, được thiết kế vào năm 1946. Những mẫu này là những đầu đạn được các chiến đầu cơ thả từ trên không với tác động nổ đáng kể. Trong đó, FAB-1500 là phiên bản mới nhất. Nó mang 675kg chất nổ, được phóng cách mục tiêu 40-70km và có bán kính phá hủy là 200m. Loại bom này được các nhà quan sát quân sự Nga gọi là kẻ hủy diệt các tòa nhà. Vừa qua tại Diễn đàn An ninh Biển Đen Quốc tế 2024 ở Odessa, Ukraine đã cho ra mắt mẫu xuồng không người lái tối tân. Theo Dumska, một hãng tin địa phương, mẫu xuồng không người lái này mang tên Stalker 5.0, dài 5m và rộng 1,2m. Được thiết kế với một chiếc thùng đặc biệt trên thân, xuồng có thể chuyển nước, thực phẩm, thiết bị quân sự và các vật tư khác tới các hòn đảo hoặc khu vực ven biển nơi lực lượng phòng vệ Ukraine đóng quân. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để trinh sát, tuần tra ở khu vực danh giới trên biển và sông. Động cơ xăng 60 mã lực giúp chiếc xuồng đạt tốc độ khoảng 75 km một giờ. Để so sánh, tốc độ tiêu chuẩn của tàu tuần dương là khoảng 55 km một giờ. Xuồng được trang bị hệ thống điều khiển và liên lạc video dựa trên vệ tinh Starlink. Mỗi chiếc xuồng này có giá khoảng 60.000 euro. Các phương tiện không người lái mặt nước chính trong kho vũ khí của lực lượng phòng vệ Ukraine là CBB, Makura V5 và Mikola 3. Những khí tài này thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ trinh sát đến tấn công. Ngay trong tháng 5, Ukraine đã trình làng mẫu xuồng không người lái CBB với bản nâng cấp được trang bị tên lửa không đối không R-73 ở Biển Đen. Một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết, Ukraine đã triển khai xuồng không người lái hải quân CBB bản nâng cấp để chống lại các lực lượng Nga. Trước đó, Ukraine thường sử dụng xuồng không người lái CBB để nhắm vào cầu chiến lược Kerch nối giữa bán đảo Crimea với lục địa Nga. Theo nguồn tin của SBU, hệ thống vũ khí mới được cải tiến từ xuồng không người lái CBB đã được triển khai để hoạt động chống lại các vị trí của quân đội Nga trên mũi đất Kinburn, một giải đất hẹp nhô ra từ bán đảo Kinburn ở cửa sông Dnieper nơi con sông này đổ vào biển đen ở phía nam thành phố Mykolaiv. Hình ảnh do SBU đăng tải cho thấy xuồng không người lái đang thử nghiệm phóng tên lửa Grad trên đất liền. Grad là hệ thống pháo phản lực 122mm được thiết kế để vô hiệu hóa tên lửa chống tăng, ngăn chặn các hệ thống pháo và súng cối, đồng thời phá hủy cứ điểm của đối phương trên tiền tuyến. Ukraine đã nhiều lần sử dụng phương tiện không người lái tấn công trên biển để nhắm vào hạm đội biển đen của Nga trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Crimea bán đảo Nga sắp nhập vào năm 2014. Trên Telegram, các chuyên gia quân sự bày tỏ lo ngại về những phương tiện không người lái mới được sửa đổi của Ukraine, trong đó có một người cho rằng Nga cần phải tìm ra phương án ứng phó ngay bây giờ. Kênh Riba dẫn lời một chuyên gia cho biết, tất nhiên, độ chính xác của những phương tiện này là không đồng đều, giống như trong trường hợp của tên lửa phòng không. Nhưng hiện tại, Ukraine không chỉ sử dụng mỗi máy bay không người lái cảm tử, mà họ có một đơn vị sẵn sàng chiến đấu tình hình ở Biển Đen đang khó khăn. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác đang bị đánh giá yếu ớt, dễ bị phá hủy bởi các loại vũ khí tấn công thế hệ mới như UAV và súng chống tăng. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của xe tăng trên chiến trường hiện đại cũng như tương lai của vũ khí này sau hơn 100 năm phát triển. Theo tờ Moscow Times, tính đến ngày mùng 1 tháng 5, Nga đã mất 2006 xe bọc thép chở quân APC và xe chiến đấu bọc thép AFV. Những tổn thất này bao gồm các đơn vị bị phá hủy, bị bỏ lại hoặc bị bắt. Thiệt hại còn lớn hơn đối với các đơn vị xe chiến đấu bộ binh. Các báo cáo cho thấy Nga đã mất hơn 2.900 xe tăng trong xung đột, nhưng Ukraine tuyên bố con số này là hơn 7.000. Sau những bước ngựa ban đầu, cả Nga và Ukraine đều dần tìm ra cách để đối phó với hình thức tác chiến phi đối xứng từ UAV điều này mang đến những thay đổi lớn đối với xe tăng sau nhiều thập kỷ đi theo lối thiết kế cũ các chuyên gia cho rằng xe tăng trong môi trường tác chiến hiện đại gặp rủi ro cao nhất ở những khu vực có lớp giáp mỏng như bên trên tháp pháo khối động cơ và khoảng trống giữa thân và tháp pháo để khắc phục những nhược điểm này nga sử dụng các tấm giáp lồng bổ sung lên trên tháp pháo hoặc tấm kim loại bổ sung vào các vị trí giáp mỏng của xe tăng cách làm của ukraine để bảo vệ xe tăng cũng tương tự nga Tuy nhiên đối với các dòng do xe tăng do phương Tây viện trợ, việc bổ sung thêm giáp bảo vệ sẽ phức tạp hơn. Tuy nhiên xe tăng thay đổi cũng dẫn đến sự phát triển của các dòng UAV tấn công mới nguy hiểm hơn. Điển hình như UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Phương tiện bay này có luồn lách đánh vào những điểm yếu nhất của xe tăng kể cả khi nó được bổ sung thêm giáp. Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky, các hoạt động chiến đấu cường độ cao giữa các quốc gia có trình độ công nghệ tương đương là không thể ước đoán được trước nếu không có sự tham gia của xe tăng, cũng theo ông Murakowski, xe tăng với hỏa lực, tính cơ động, khả năng sống sót, sức bền và hiệu quả chi phí vẫn sẽ giúp chúng trở thành phương tiện chính trong mọi cuộc xung đột. Điều này cho thấy xe tăng vẫn rất quan trọng trên chiến trường hiện đại. Còn quá sớm để nói rằng chúng đã lỗi thời trong các cuộc xung đột ngày nay. Các quốc gia hàng đầu hiện đang phát triển xe tăng thế hệ thứ tư để giúp chúng phù hợp hơn với yêu cầu tác chiến kiểu mới. Những chiếc xe tăng thế hệ thứ tư này dự kiến sẽ an toàn hơn có nhiều biện pháp đối phó điện tử và kỹ thuật số hơn cũng như thiết kế tàng hình hơn họ sẽ sử dụng hệ thống bảo vệ tích cực tiên tiến sử dụng radar để phát hiện đạn đang bay tới và đánh chặn chúng trước khi chúng bắn chúng sử dụng thiết bị đánh chặn tốc độ cao thay vì áo giáp hạng nặng nhiều chuyên gia tin rằng chiến tranh điện tử là cách phòng thủ tốt nhất trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái cỡ nhỏ Phó Giám đốc Cơ quan mua sắm Quốc phòng Ukraine Vladimir Picuzo tiết lộ rằng Ukraine đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung vũ khí khác ngay từ khi xung đột mới bắt đầu. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng 60% vũ khí mà quân đội nước này sử dụng do phương Tây cung cấp, trong khi phần còn lại được ký ép mua từ các quốc gia khác. Cụ thể, Cơ quan mua sắm Quốc phòng đã sử dụng tiền từ ngân sách quốc phòng của Ukraine để mua sắm vũ khí cho quân đội. Cơ quan này đã tìm kiếm trên các thị trường những loại vũ khí được sản xuất bởi các quốc gia không phải thành viên NATO trong đó có cả vũ khí của Liên Xô cũ. Ông Picuzo cho biết, nhiều vũ khí mua được có thể có nguồn gốc bất hợp pháp do các giao dịch thường được thực hiện với bên trung gian. Quan chức này tiết lộ, trong một số trường hợp, ông và các đồng nghiệp đã tìm mọi cách để có được đạn dược dù quốc gia sở hữu vũ khí không đồng ý bán. Ông cho biết, chúng tôi đã ngay lập tức bị từ chối khi đưa ra lời đề nghị muốn mua vũ khí. Tuy nhiên ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi đến đã gợi ý chúng tôi hãy thực hiện giao dịch với một công ty trung gian giao dịch thuận lợi và lô hàng ngay lập tức được chuyển đến Ukraine. Trên thế giới có nhiều quốc gia như vậy, chúng tôi có thể tận dụng các lỗ hồng để thu về lợi ích. Quan chức này cũng tiết lộ Kiev đang sử dụng mạng lưới tình báo của mình cùng với sự trợ giúp từ phương Tây để tìm kiếm vũ khí tại thị trường chợ đen hoặc vận chuyển trái phép ra khỏi quốc gia từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết vũ khí vận chuyển theo phương thức này thường có giá cao hơn bình thường. Lý giải nguyên nhân thực hiện động thái trên, ông Picuzo cho biết cả ngân sách Ukraine lẫn viện trợ của phương Tây hiện nay đều không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Quan chức này ước tính Ukraine cần tổng cộng tới 800 tỷ đô la Mỹ để thực hiện các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột. Trong một diễn biến liên quan khác, giới quan sát dự đoán, trong thời điểm Ukraine chờ đạn pháo được bàn giao để đối phó năng lực quân sự áp đảo của Nga, Moscow đã, đang và sẽ giành thêm lãnh thổ, đặc biệt vào mùa hè đang tới gần, khi mặt đất trở nên cứng hơn. Các chuyên gia cho rằng, Ukraine đang áp dụng chiến thuật bẻ cong nhưng không gãy để câu giờ cho đến khi có thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây đến mặt trận. Cơ chế này giống như kéo căng một sợi dây thun nhưng không làm đứt để nó có thể co lại vào thời điểm thích hợp. Các chuyên gia quân sự cho rằng bằng việc đưa ra những quyết định đau đớn là mất lãnh thổ, Ukraine đã rút lui về các vị trí được bảo vệ tốt hơn. Từ đó, quân đội Ukraine có thể chiến đấu hiệu quả hơn và bảo toàn nhân sự. Bên lề hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã thảo luận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chúng tôi đã thảo luận về tiến độ chuyển giao máy bay F-16 của Đan Mạch, tất cả sẽ sớm có mặt ở Ukraine. Cũng theo ông Zelensky, các quan chức hai nước cũng thảo luận về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Theo kế hoạch, không quân Ukraine sẽ nhận máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch vào mùa hè năm nay. Số lượng máy bay mà Copenhagen cam kết chuyển giao cho Kiev lên đến 19 chiếc. Trước đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tuyên bố Ukraine sẽ được phép sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Khi được phóng viên hỏi rằng liệu Đan Mạch có cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga hay không, ông Rasmussen đáp. Câu trả lời ngắn gọn là có. Ngoại trưởng Rasmussen cho hay, đây không phải là một quan điểm mới. Nó là một phần của gói viện trợ. Khi thảo luận với Ủy ban đối ngoại tại Quốc hội Đan Mạch, chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng việc tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga là biện pháp tự vệ của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ coi việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động có chủ ý của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Ông nhấn mạnh, việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Kiev sẽ không làm thay đổi tình hình chiến tuyến dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Moscow sẽ có các máy bay chiến đấu F-16 do Ukraine vận hành là vũ khí có khả năng hạt nhân. Một loạt nước phương Tây đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu để cung cấp cho Kiev các tiêm kích F-16 cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ. Vừa qua, Bỉ đã đồng ý gửi 30 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhưng cũng nêu rõ điều kiện đi kèm. Thủ tướng Bỉ khi đó, Alexander de Croo, nhấn mạnh khi tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bruxelles rằng các tiêm kích F-16 sẽ được cung cấp cho Ukraine sớm nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những chiếc máy bay đầu tiên vào cuối năm nay. Mọi thứ được đề cập trong thỏa thuận này đều rất rõ ràng. Chúng sẽ được lực lượng phòng vệ Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Truyền hình Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 6 công bố video đơn vị bộ binh cơ giới thuộc cánh quân trung tâm sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine, trong đó có xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và thiết giáp kháng mìn Max Pro. Thời gian và địa điểm diễn ra các cuộc tấn công không được tiết lộ, nhưng cánh quân trung tâm phụ trách mặt trận Donetsk trong chiến dịch tại Ukraine. Trong video, các binh sĩ Nga dùng băng dính để gắn đầu đạn nổ lõm của súng chống tăng B-41 lên drone FPV và triển khai chúng đến khu vực mục tiêu. Một xe Bradley của Ukraine bị phát hiện trong lúc di chuyển dọc hàng cây drone FPV Nga lao xuống ngay khi chiếc xe quay đầu, nhằm vào phần mũi xe và phát nổ, khiến chiếc Bradley bùng cháy dữ dội và khựng lại sau vài mét. Thiết giáp Bradley có khối giáp phản ứng nổ che kín mặt trước, nhưng dường như kiếp lái Nga đã điều khiển chiếc drone tránh vị trí này. Lính điều khiển drone cho hay, chúng tôi có sơ đồ điểm yếu trên các xe thiết giáp của đối phương, đòn đánh nhắm chính xác vào khoang chứa đạn, khiến chiếc Bradley bị phá hủy hoàn toàn. Video tiếp theo cho thấy một chiếc xe thiết giáp kháng mìn Max Pro và hai chiếc Bradley của Ukraine hứng đòn tập kích từ drone FPV nhưng chưa rõ mức độ hư hại. Theo Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 89 thiết giáp Bradley và 92 xe kháng mìn Max Pro. Con số thực tế nhiều khả năng cao hơn do Oryx chỉ thống kê dữ liệu từ các nguồn mở và có hình ảnh kiểm chứng. Trước đó, trong video do Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, nhóm điều khiển FPV của nước này đã phát hiện một xe tăng Abrams trong một sứ mệnh trinh sát thường lệ vào ban đêm, còn gọi là cuộc săn lùng tự do. Họ đã theo dõi cỗ xe bọc thép khổng lồ một thời gian và tìm cơ hội để lao thẳng vào nó. Đầu tiên, binh sĩ điều khiển FPV cho tấn công xe tăng bên dưới tháp pháo, khiến nó bốc cháy. Chiếc xe tăng trúng hỏa lực của Nga tiếp tục di chuyển thêm vài trăm mét cho đến khu rừng gần đó để kiếp lái Ukraine có thể tẩu thoát. Quân Moscow ngay lập tức phóng chiếc FPV thứ hai khiến nỗ lực trốn chạy của các binh sĩ Ukraine trở nên bất khả thi. Drone FPV là phi cơ điều khiển từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường. Phạm vi hoạt động của chúng là khoảng 15 km, tùy thuộc vào kích thước tải trọng. Chúng thường được trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp của súng chống tăng, vác vai hoặc các khối vật nổ văng mảnh cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu khác nhau. Dù có uy lực kém hơn những máy bay không người lái cảm tử chuyên biệt, drone FPV vẫn là mối đe dọa không nhỏ trên chiến trường, do nhỏ gọn, khó bị phát hiện và đánh chặn. Nga sử dụng tiêm kích Su-34 với sự yểm trợ của Su-35S để tiến hành ném bom, phá hủy bốt chỉ huy của quân đội Ukraine mà không bị các hệ thống phòng không của đối phương đe dọa các vị trí của quân đội và các cơ sở quân sự của Ukraine ngày càng trở thành mục tiêu của các chiến đấu cơ Nga trong những tháng gần đây. Vừa qua, tiêm kích Su-34 của Nga đã tấn công một bốt chỉ huy của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công này sử dụng bom rơi tự do, được trang bị một mô đun lượn và điều chỉnh. Bộ kit giúp biến bom thông thường thành bom dẫn đường chính xác, trong khi tiêm kích Su-35S làm nhiệm vụ yểm trợ. Các chiến đấu cơ đã thực hiện cuộc ném bom trên mà không cần tiến vào khu vực nằm trong phạm vi của các hệ thống phòng không Ukraine và trở về căn cứ mà không hề hấn gì. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tấn công vào cơ sở chỉ huy của Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở quân sự cũng như binh sĩ và khí tài của Ukraine đã bị tấn công bởi các cuộc không kích, tên lửa và pháo binh phối hợp của lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trụ sở chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang miền nam ukraine đã bị lực lượng không quân lực lượng tên lửa và pháo binh của chúng tôi tấn công quân đội nga đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của ukraine ở trung tâm thành phố cảng odessa theo báo cáo có ba vụ nổ xảy ra trong khu vực trong đó có một vụ nổ đặc biệt mạnh gần cơ sở này đài sputnik cũng cho hay quân đội nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa nhằm vào trụ sở lực lượng vũ trang ukraine ở trung tâm odessa điều phối viên của lực lượng ngầm nikolaev Ông Sergei Lebedev nói, lực lượng kháng chiến ở Odessa cho biết đã nghe thấy 3 vụ nổ. Vụ thứ hai rất mạnh ở khu vực Kulikovopole, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy tác chiến Pipden, miền nam Ukraine. Các nguồn tin cho hay, nhiều xe cứu thương đã di chuyển tới khu vực trên. Khu vực xung quanh quảng trường Kulikovo-Pole đã bị lực lượng Ukraine phong tỏa. Người đứng đầu chính quyền khu vực Odessa, ông Oleg Kiper, xác nhận cuộc tấn công đã xảy ra trong thành phố. Ông cho rằng vụ tấn công trên có liên quan đến tên lửa đạn đạo và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông khẳng định chỉ có cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Kể từ khi phiên bản tầm xa của Lancet, còn được gọi là Product 53 ra mắt vào tháng 8 năm 2023, các UAV này đã tấn công Don Ginsevo vài lần một tuần nhằm vào bất kỳ máy bay chiến đấu nào đậu ngoài trời tại căn cứ không quân Don Ginsevo. Căn cứ không quân Don Ginsevo của lực lượng không quân Ukraine là một trong những căn cứ dễ bị tổn thương nhất Nằm gần Kriviri, cách tiền tuyến miền Nam Ukraine chỉ 72 km, căn cứ này nằm trong tầm bắn của UAV Lancet của Nga. Trong 9 tháng, UAV Lancet đã tấn công ít nhất 4 chiến đấu cơ tại đồn sevo 2 tiêm kích MiG-29 và hai tiêm kích Su-25. Hai cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào mùa thu năm ngoái đã khiến không quân Ukraine bất ngờ và làm nổ tung một cặp tiêm kích MiG. Cuộc tấn công vào tháng 11 năm 2023 dường như đã đánh trúng một chiếc su khôi mồi nhử không thể bay được. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine không thể đưa ra bằng chứng cho thấy chiếc Su-25 bị UAV Lancet tấn công là mồi nhử. Một đoạn video được quay lại bởi UAV trinh sát của Nga mô tả một trong những UAV Lancet nặng hơn 11 kg lao về phía chiếc Su-25 đang đậu và làm nổ tung nó thành từng mảnh. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là tiêm kích Su khôi mồi nhử. Chính phủ Ukraine biết họ có vấn đề về phòng không. Mới đây, vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang chứng kiến sự thiếu hụt lớn nhất các hệ thống phòng không. Các lữ đoàn không quân Ukraine giám sát các tiểu đoàn phòng thủ được trang bị súng, nhưng những khẩu súng tầm ngắn này không thể thay thế các đơn vị tên lửa tầm xa. Không phải vô cớ mà vào tháng trước, Hà Lan tiến hành một nỗ lực khẩn cấp nhằm cung cấp nhiều radar và hệ thống tên lửa hơn cho Ukraine. Một nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp bằng các đợt vận chuyển mới, các tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và Iris T của Đức. Tùy thuộc vào các lực lượng không quân Ukraine triển khai các hệ thống mới này, Donetskovo có thể sẽ sớm được bảo vệ tốt hơn. Trong khi đó, các phi hành đoàn Ukraine có thể sẽ muốn tránh căn cứ này, đó là bởi vì một chiếc Su-25 có thể bay vài trăm km khi nạp đầy nhiên liệu. Chiến đấu cơ này không cần phải bay từ Donetskovo để tiếp cận tiền tuyến ở phía nam Ukraine. Lực lượng Ukraine có thể tiếp cận khoảng 20 căn cứ không quân lớn cùng hàng chục sân bay nhỏ hơn và thậm chí cả đường băng cao tốc giải rác khắp đất nước. Hơn nữa, các lữ đoàn máy bay chiến đấu của Ukraine thường nhấn mạnh đến tính khó đoán, tất cả nhằm làm phức tạp thêm việc nhằm đến các mục tiêu của Nga. Tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, các phi công của họ hầu như không bao giờ cất cánh và hạ cánh ở cùng một sân bay. Ukraine sẽ không cạn kiệt tiêm kích Su-25 trong mùa hè này hoặc thậm chí trong năm nay. Lực lượng không quân đã tham chiến với khoảng 30 chiếc Su-25 đang hoạt động bình thường và 13 chiếc khác đang được đại tu. Bắc Macedonia đã cung cấp 4 chiếc Su-25 và các kỹ sư Ukraine đã phục hồi cũng như sửa chữa một số trong số khoảng 30 chiếc Su khối cũ hơn đang được lưu giữ kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Sự bổ sung này đã bù đắp nhiều hơn cho 18 chiếc Su-25 mà Ukraine tổn thất trong chiến đấu, bao gồm cả chiếc bị bắn rơi tại đồn tuần trước thậm chí có khả năng lữ đoàn hàng không chiến thuật 299, đơn vị Su-25 duy nhất của không quân Ukraine, thực sự có nhiều chiến đấu cơ hoạt động hơn so với khi xung đột nổ ra cách đây 28 tháng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lực lượng không quân nên vứt bỏ những chiến đấu cơ tấn công này bằng cách để chúng ở ngoài trời tại căn cứ không quân dễ bị tổn thương nhất này của Ukraine. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nỗ lực thiết lập vùng đệm hay vùng an toàn cho đến khi đảm bảo được mục tiêu bảo vệ lãnh thổ khỏi những cuộc pháo kích của Ukraine. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông Peskov chia sẻ, những nỗ lực đang được thực hiện để thiết lập vùng đệm ở vùng Kharkov. Những nỗ lực này vẫn tiếp diễn cho đến khi chúng ta bảo vệ được Sebekino, Bengorod và các khu vực khác trước những cuộc pháo kích khốc liệt như vậy. Theo chuyên gia quân sự Nga, để bảo vệ Bengorod khỏi Đại Bác, đạn pháo và tên lửa của Ukraine cần phải thiết lập một vùng đệm dài tới hàng trăm km, bao gồm cả khu vực Kharkov giáp biên giới với Nga. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Nga không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu của Moscow là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Phát biểu với Sputnik, nhà quan sát quân sự Nga Anatoly Matvichuk giải thích rằng vùng đệm là lãnh thổ để triển khai lực lượng nhằm ngăn chặn đối phương thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Ông Matvichuk cũng cho rằng Tổng thống Putin đã đúng khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS cũng đã dẫn lời nghị sĩ Mikhail Seremet của Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, đồng thời là thành viên Ủy ban An ninh và chống tham nhũng của cơ quan lập pháp này, nhấn mạnh chiến đấu cơ F-16 sẽ là mục tiêu ưu tiên của các lực lượng Nga. Ông nói rõ F-16 sẽ là mục tiêu ưu tiên cần được vô hiệu hóa ngay từ giai đoạn chuyển giao và là lý do cho hành động đánh phá các căn cứ triển khai mới. Tuyên bố trên được đưa ra khi trước đó, trong cuộc gặp Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ kỳ vọng nước này sẽ cung cấp F-16 do Mỹ sản xuất cho Kiev trong tương lai gần. Theo nhà lập pháp Nga Mikhail Seremet, những chiếc chiến đấu cơ của Đan Mạch sẽ không giúp được quân đội Ukraine tránh khỏi thất bại. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Cụ thể, Nga muốn các nước công nhận quy chế của Crimea, hai nước Cộng hòa tự xưng gồm Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Ukraine phải tuyên bố không gia nhập các liên minh và duy trì tình trạng phi hạt nhân, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Ngoài ra, Kiev phải rút quân khỏi nước Cộng hòa tự xưng Donbas, khu vực Kherson và Zaporizhia. Trước khi tiến trình hòa đàm bắt đầu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Business Insider vừa qua rằng chính sách của Tổng thống Biden đã tạo ra sự phát triển kinh tế phù hợp trong nước, đảm bảo hòa bình và an ninh nằm trong tầm kiểm soát tốt và Mỹ thực sự đang phát huy vai trò của mình trên thế giới. Thủ tướng Đức nói: "Tôi nghĩ hơi lạ khi người dân ở đất nước này suy đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo ở Mỹ." tôi nghĩ rất có khả năng Tổng thống hiện tại có thể giành chiến thắng. Ông Sean nhận xét, ông ấy tận tụy xây dựng sự đoàn kết và gắn kết quốc gia. Đường kim Tổng thống Mỹ đang gặp trở ngại về vấn đề tuổi tác và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức gạt bỏ những lo lắng đó và khẳng định ông Biden rất minh mẫn. Ông ấy là một trong những chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất thế giới, đặc biệt về chính trị quốc tế. Bình luận về phát biểu trên của Thủ tướng Đức, ông Enric Colby, cựu phó trợ lý bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời ông Donald Trump, chỉ trích phát ngôn của ông Sean rất không phù hợp. Ông Colby viết trên mạng xã hội X, Tôi nghĩ tốt hơn hết không nên can dự vào các cuộc bầu cử của nhau. Nhưng trước những phát ngôn như vậy, Đảng Cộng Hòa nên phát thông điệp gì về chính phủ hiện tại của Đức đây? Cựu quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc bàn luận về chính trị và bầu cử Mỹ là điều không phù hợp và mỉa mai, không rõ liệu ông Sean có thực sự hiểu bản thân đang nói gì hay không. Ông Colby là một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền của ông Trump nếu cựu tổng thống Mỹ đắc cử năm nay. Ông cũng ủng hộ quan điểm Mỹ nên bớt can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài, trong đó có xung đột Ukraine. Trong cuộc thăm dò mới của Reuters, Ipsos, 41% cử tri đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, trong khi 39% cho hay họ sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Biden. Tuy nhiên, theo Reuters, Cuộc khảo sát có sai số khoảng 3%. Đồng thời lưu ý rằng, một cuộc khảo sát từ cuối tháng 5 cho thấy, ông Biden dẫn trước ông Trump 2%. Tâm trạng đi quan của cử tri Mỹ đối với nền kinh tế đất nước và cách Tổng thống Joe Biden xử lý nó dường như ngày càng gia tăng khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Các cuộc khảo sát cho thấy nhiều cử tri hiện có quan điểm tích cực hơn về nền kinh tế Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump những lo lắng của Đảng Dân Chủ càng tăng lên khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và Tổng thống Biden thực hiện hai chuyến công du liên tiếp tới châu Âu để giải quyết các vấn đề đối ngoại, đồng nghĩa ông có ít thời gian hơn cho các vấn đề trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, khi được hỏi về việc người tiêu dùng Mỹ đang đánh mất niềm tin đối với ông, Tổng thống Biden tuyên bố, chúng tôi đã xoay chuyển tình thế rồi. Một cuộc thăm dò mới từ Cook Political Report cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở 6 trên 7 bang chiến trường, những nơi có thể định đoạt kết quả bầu cử. Theo kết quả khảo sát, 40% cử tri ở các bang này tin rằng Tổng thống Biden có thể kiểm soát được lạm phát so với 56% ý kiến tin ông Trump sẽ làm được. Kết quả khảo sát của ABC News, Ipsos được công bố ngày 5 tháng 5 cho thấy kinh tế và lạm phát nằm trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. 88% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và 85% nói tương tự khi bàn về lạm phát. 46% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng ông Trump trong lĩnh vực kinh tế, trong khi 32% chọn tổng thống Biden, 21% nói không tin tưởng cả hai ứng viên. 44% người tham gia khảo sát tin ông Trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát, 30% nghĩ ông Biden sẽ làm tốt hơn. 25% không tin tưởng ứng viên nào. Dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang tốt lên nhưng chưa giúp ông Biden thuyết phục người dân rằng tổng thống giỏi điều hành lĩnh vực này. Có 272.000 việc làm được tạo ra trong tháng 5. Sau khi số liệu được công bố hồi đầu tháng 6, tổng thống Joe Biden nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe mạnh dưới thời chính quyền của ông. Ông Biden đã liên tục ca ngợi về sự bùng nổ việc làm kỷ lục, thị trường chứng khoán lập đỉnh mới ông thúc đẩy các chính sách nhằm tăng lương và kiềm chế chi tiêu cho tầng lớp lao động nhưng một năm qua theo politico công chúng vẫn không lạc quan hơn về cách điều hành kinh tế của tổng thống do bị ám ảnh bởi giá cả tăng cao chi phí nhà ở và lãi suất leo thang người dân vẫn hoài nghi và lo lắng một cuộc suy thoái sắp xảy ra bất chấp dữ liệu và chuyên gia không còn nghiêng về nguy cơ đó trong khi đó ap cho hay ông Donald Trump đang tập trung chỉ trích các chính sách kinh tế của ông Biden vào tình trạng lạm phát gia tăng, điều mà các cuộc thăm dò cho thấy vẫn ảnh hưởng nặng nề đến đánh giá của cử tri về nền kinh tế. Các đảng viên Dân Chủ lo lắng những số liệu đẹp vẫn không cải thiện được đánh giá của cử tri vào thời điểm đã rất gần cuộc bầu cử tháng 11. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu tham vấn về sự cần thiết phải đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động ông Jens Stoltenberg nói với tờ The Daily Telegraph rằng tôi không đi sâu vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được vận hành và loại đầu đạn nào sẽ được lưu trữ, nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến về những vấn đề này. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Người đứng đầu NATO nói thêm rằng sự minh bạch về vấn đề này giúp truyền đạt thông điệp trực tiếp rằng NATO là một liên minh hạt nhân. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, mục tiêu của NATO tất nhiên là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhưng miễn là vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng tôi vẫn sẽ là một liên minh hạt nhân. Vì một thế giới mà Nga, Trung Quốc và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, còn NATO thì không có, lại là một thế giới nguy hiểm hơn. Theo ông Stoltenberg, điều đó có nghĩa là trong một tương lai không xa, NATO có thể phải đối mặt với điều gì đó mà họ chưa từng thấy trước đây, và đó là hai đối thủ tiềm tàng với năng lượng hạt nhân, gồm Trung Quốc và Nga. Trước đó, ông Jens Stoltenberg cũng cho biết rằng NATO đang điều chỉnh kho vũ khí hạt nhân trước các đe dọa an ninh, đề cập các động thái gần đây của Nga về hạt nhân. Ông Stoltenberg nói, những gì chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua là lời hung biện hạt nhân nguy hiểm từ phía Nga. Chúng tôi cũng thấy một số cuộc tập trận diễn tập hạt nhân chiến thuật khác từ phía Moscow. Trả lời phỏng vấn trước thêm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, trong đó sẽ bao gồm cuộc họp của nhóm lập kế hoạch hạt nhân của Liên minh. Ông Stoltenberg gọi vũ khí hạt nhân là bảo đảm an ninh cuối cùng của NATO, và là phương tiện để gìn giữ hòa bình. Theo ông Stoltenberg, đang có sự thích ứng trong kho vũ khí hạt nhân của NATO. Theo đó, Hà Lan hồi tháng 6 đã tuyên bố các tiêm kích F-35 đầu tiên sẵn sàng mang vũ khí hạt nhân và Mỹ cũng đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ông Stoltenberg cũng cho rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và các máy bay sẽ được dành riêng cho sứ mệnh hạt nhân của NATO. Ông Stoltenberg cũng đã kêu gọi các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev và tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thắng thế ở Ukraine, NATO sẽ dễ bị tổn thương hơn và khi đó chúng ta sẽ cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của mình. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.